Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2003. Như thường lệ, vừa sáng chủ nhật vào 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn, tiếp tục vẫn học cái phẩm Phạm Hạnh. Tiếp theo, hôm nay là kỳ thứ 116. Và trước khi học bài, tôi xin tranh thủ để thông báo với đại chúng vài điều mà chúng ta sắp ứng dụng nó. Điều thứ nhất là tôi thông báo với đại chúng là vừa rồi có một cái tin buồn là trong cái hàng đạo hữu Phật tử của chúng ta có mất đi một vị Phật tử nam, mà có thể là đa số các vị biết đấy, là cái Huynh Minh Chánh đã từng cộng tác với tôi giúp đỡ công chuyện dọn đồ ra, bưng đồ vô, phụ với sư huynh Thiện Đức vân vân ở đây. Năm nay mới có 51 tuổi mà đã qua đời, đã giảng sanh qua một kiếp khác. Đó là một cái tin mà mình gọi là buồn, thì nó chưa phải là Phật tử chân chính biết tu hành, nhưng mà không khỏi xúc động. Tôi cũng có xúc động vì mình nghĩ tới cái chân lý vô thường, lão bệnh bất dữ, nhân kỳ tiêu tồn, tịch vong sát na dị thế. Vô thường nó có niệm niệm sanh diệt vô thường, và một thời kỳ vô thường, và vô thường là cái tên khác của chết, của sanh già bệnh chết. Thì thấy người mà nghĩ đến ta, những người đệ tử của mình, những người đồng đạo với mình tuổi nhỏ vậy mà vẫn cứ có thể chết, đổi đời để thọ sinh qua một đời khác, cho nên có xúc động. Nhưng mà không được buồn, là vì nếu như mình gọi là buồn thì mình buồn thật, là vô hình trung mình không chấp nhận cái chân lý vô thường, mình chưa nhận thức được cái chân lý vô thường, thì mình sẽ bị khổ mãi mãi thôi. Do vậy cho nên xúc động thì có, gọi là buồn như mọi người cũng có thể nao nao, nhưng mà phải cố gắng vượt qua để mà càng nhận thức sâu sắc cái chân lý vô thường. Vô thường là vậy đó. Còn có người cũng có thể là 20, 21, 25 tuổi
mà qua một cái vài tiếng đồng hồ ra khỏi nhà không có trở về, đó lại là cái vô thường, nó còn nhanh chóng hơn nữa, mà cũng phải ở trong cái luật vô thường, phải chịu thôi. Vì vậy cho nên là có buồn, gọi là buồn, gọi là có xúc động mà không được đau khổ. Đó là tôi thông báo cho các cho đại chúng biết. Quỳnh Minh Chánh mà có lúc thì tôi còn gọi là cửa hàng đó, thì Minh Chánh là đèo tôi trên chiếc xe Vespa của tôi đó, là để tới đây để giảng đó mà. Cho tới bây giờ thì tôi đã lên đời. Lên đời không phải là tôi lên đời, mà sự thật là cái xe mà tôi đi đó là xe của nhà trường, của trường Phật học. Thì bây giờ Minh Chánh không có đèo tôi nữa, thì bây giờ không biết là ông tính ông đèo ai ở đâu, ông ở xứ nào, là ông đã bỏ cái cõi đời này rồi. Tôi có xúc động, nhưng mà tôi nói với Phật tử là không được buồn, kể cả thân nhân mình cũng không được buồn, mà càng không được đau khổ. Huấn luyện như vậy để làm gì? Huấn luyện như vậy để tôi luyện cho mình một ý chí là tin sâu và xác định rõ vô thường là một chân lý. Vì nó là chân lý cho nên ai rồi cũng đi tới đó thôi. Vì vậy mà xúc động có, nao nao có, mà không được đau khổ. Đó là một cái tin mà mình có thể gọi là tin buồn đó. Một cái vấn đề thứ hai tôi cũng thông báo đại chúng là nhắc lại cái bữa hổm tôi nói. Những cái dĩa CD, VCD thì đạo hữu Phật tử Đức Tế ở đây đã có làm tại Việt Nam này, theo tôi biết. Thì những cái băng mà CD mà gọi là VCD có hình đó mà, thì bây giờ các vị biết rồi đó, mỗi tuần mỗi có đấy. Còn cái băng CD mà toàn bộ kinh của tôi giảng đó, thì gần đây tôi mới biết thôi, là đạo hữu Đức Tế cũng có nén ra đĩa CD. Rồi các Phật tử bên Mỹ mấy lúc nay ta nghe băng rồi người ta cũng hoan hỷ, người ta nén ra dĩa CD như tôi đã nói lần trước. Thì bây giờ đó, bên đó người ta lọc tiếng là tốt lắm, tiếng nó thanh hơn, công phu hơn là mình nén bình thường. Thì bữa hôm tôi hứa với các Phật tử là sẽ từng lần lượt mà cúng dường. Hôm nay tôi có đem 500 đĩa mấy bộ kinh trong đó để cúng dường, nhưng mà chắc chắn là không có đủ. Mà cái ý nguyện của tôi á, là làm thế nào mà không từ chối một người nào. Nếu có yêu cầu thì tôi mới bằng lòng, mới thỏa nguyện. Nhưng mà bây giờ thì bữa nay dầu là đem 500 đĩa đó, mấy trăm bộ kinh đó ha, nhưng mà cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Thì các vị để ý, bữa nay mà chưa được thì lần sau được, lần sau chưa được, những lần sau nữa, ngày nào mà giảng đường này còn, là tôi bằng mọi cách để từ từ mà cung cấp cho các vị. Có những các vị, ví dụ như trụ trì, có những cái tổ chức mà đông người, tôi sẽ cúng toàn bộ một lượt, và cúng luôn cả cái máy đọc. Tôi đã mua được vài chục cái máy đọc đã cúng rồi, bây giờ mua nữa mà chưa có. Cái máy đó hình như là lâu lâu nó có đạo cơ, chứ nó không có nhiều lắm hay sao. Thành ra cái chỗ mà cái tổ chức đông người là sẽ cúng nguyên cả máy đọc và cả ông toàn bộ đĩa một lượt. Còn như Phật tử mà đi nghe về, mà vị nào á, xin nhắc rõ là vị nào có máy rồi á, thì nên xin đĩa. Còn vị nào chưa có máy á, chừng nào mua máy rồi á, thì tôi hứa sẽ cung cấp đầy đủ. Chứ bây giờ chưa có máy thì đừng có xin đĩa bây giờ. Xin đĩa bây giờ thì chúng tôi chưa có làm kịp. Bởi vì cái cô Hiếu Ngọc này cô đem đi là 500 đĩa là cổ sang, cô một mình cổ sang, rồi cổ làm lần vậy. Thế thì là vị nào mà chưa mua máy thì khoan xin đĩa, mà không mất thần.
Còn vị nào có máy rồi, máy mà máy đọc giấy nét được đó, thì một lát nữa các vị sẽ còn một số mấy tầm băng mấy tấm đĩa kia. Sau khi tôi giảng rồi là các vị tới tới chỗ cái văn phòng chỗ tôi đến để tạm nghỉ trước khi giảng đó, thì tới đó còn được bao nhiêu thì các vị sẽ nhận bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu từ từ các vị sẽ có, chắc chắn là như thế. Và tôi nhắc lại lần nữa, ở đây thì ông Phật tử ông Đức Tế nè cũng là vì sự nghiệp truyền bá chánh pháp mà làm, chứ không phải là vì quyền lợi tầm thường của kinh doanh. Còn những cái người Phật tử mà bên Mỹ mà ta nén ta lọc cái thật kỹ đó, công phu rất là nhiều, cũng chỉ vì là muốn cho cái âm thanh và cái giáo pháp, cái sự diễn đạt đó nó còn tồn tại lâu dài cho hàng Phật tử, chứ đối với họ là vô giá, cho nên không có tiền, không có nói được bằng tiền, cũng không mua được bằng tiền vì không có bán mà cúng dược. Phật tử để ý như vậy. Và việc này là ngày nào tôi còn thì có thể là các vị sẽ không thất vọng đâu, sẽ có hết. Và ban đầu thì có từng bộ, nhưng mà sau này các vị cần có đủ tất cả cái của tôi, mà khi tôi chưa chết các vị vẫn có thể tội nguyện về cái ý muốn đó. Cho nên là không có sao hết. Không phải là người này, tại sao người này được, người này có, người kia không có, hoặc là do là giàu, hoặc là do nghèo, hoặc là do thân với thầy, hoặc là do không thân với thầy. Không có cái đó, nhất quá không có cái đó. Ai cũng có, mà có trước có sau, cần trước cần sau. Và nó cũng có ảnh hưởng điều kiện chút đỉnh, nhưng mà cái điều kiện tôi có thể khắc phục được, không sao hết. Đó là cái ý thứ hai về vấn đề đĩa. Và băng ha. Vấn đề thứ ba là chúng ta còn sinh hoạt tuần này và tuần sau nữa. Tuần sau nữa nhằm ngày mùng 4 hay mùng 6 gì đó ha. Mùng 4 ha. Và ngày mùng 4 nữa, tức là một lần sinh hoạt nữa. Cho nên là các vị lát nữa các vị xuống chỗ văn phòng đó, chị nào cần đĩa gì đó nói với cái cô Hiếu Ngọc đó. Cái cô đó là cô về cô sang đây, cô sang cả đêm cả ngày đó nha. Cô làm cái cô đó thức đêm hay lắm, cô làm cô ít ngủ lắm. Lát nữa rồi nói với cô ha. Mà tuần sau đó là còn một ngày giao nữa thôi ha. Rồi chúng ta nghỉ 4 cái chủ nhật giống như thường lệ mỗi năm. Đó là xin thông báo với toàn thể đại chúng như thế. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc học vô kinh đây. Và cái tuần tới mà các vị nào mà đăng ký mà chưa đủ đó mà, thì các vị có thể gọi điện thoại về cái cô đó, cái cô Hiếu Ngọc đó, rồi đăng ký trước sẽ làm, rồi lúc nào đó các vị cũng vẫn có, không sao hết. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh này. Cái đoạn này vô cùng khó nghe và khó hiểu đây nha. Nghe cái này là phải nghe bằng cái tư tưởng đại thừa, tối thượng thừa. Phải có cái tinh thần đại thừa, học về liễu nghĩa kinh. Phải có cái tinh thần tư duy nghiên cứu về lý pháp giới cho tinh tường, rồi sự pháp giới cũng phải cho tinh tường. Phải biết sự pháp giới cho rõ là gì, rồi lý pháp giới phải biết cho rõ đó là cái gì, rồi lý sự pháp giới
rồi sự sự pháp giới. Sau đó trên bước đường tu tập đó, ta mới tu tập ta ôn lại lý sự vô ngại pháp giới, rồi sự sự vô ngại pháp giới, rồi lý vô ngại pháp giới, rồi sự vô ngại pháp giới. Tức là chúng ta phải học lý vô ngại pháp giới, lý mà cho tới vô ngại. Mình tu tập tư duy quán chiếu cho tới mình nhận thức về lý pháp giới mà không còn thấy trở ngại, không còn thấy nghi ngờ, ta gọi là cái người đó tu được lý vô ngại pháp giới. Rồi mình tư duy quán chiếu tu tập, mình nhận thức về sự pháp giới mà nó đạt đến cái mức vô ngại, ta gọi là sự vô ngại pháp giới. Rồi lý và sự cộng lại, lý và sự ta tư duy, ta quán chiếu, ta thấy nó không có gì trở ngại nữa, vì nó là chân lý mà ta đã nhận thức được chân lý đó bằng cái trí tuệ của ta, chứ không phải là nghe ngôn ngữ văn tự trong kinh nữa, mà bằng cái nhận thức của chính mình qua trí tuệ của mình thì gọi đó là lý sự vô ngại pháp giới. Và chừng đó các vị nhìn núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thuận cà mạ thú động vật thực vật khoáng vật vân vân, gọi là sự sự các vị nhìn thấy vẫn cứ là vô ngại, không có gì trở ngại hết. Đó là bốn cái thứ pháp giới mà cái chủ đích của bộ kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật dạy. Rồi kinh Hoa Nghiêm đó, nó Hoa Nghiêm là khi mới thành đạo Đức Phật đã hướng dẫn, đã chỉ dạy cái giáo lý đó, và bộ kinh Niết Bàn này là bộ kinh cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn. Do vậy cho nên là trước và sau nó có cái sự tương quan tương duyên nhau rất là chặt chẽ. Do vậy mà học cái đoạn này nè, cái đoạn mà Phật mà giải tỏa cái nỗi ưu tư sầu muộn là cái tội tứ trọng ngũ nghịch cho vua A Xà Thế giết cha cướp ngôi mà không hề có tội. Đó là một cái chuyện khó nghe và khó hiểu đó, ta gọi là tứ trọng ngũ nghịch. Mà ở cái đoạn kinh này chúng ta sắp học đây đó, tứ trọng là giết người, trộm cướp, tà dâm, nói dối, gọi là tội tứ trọng. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu và phá sự hòa hợp của tăng, gọi là tội ngũ nghịch. Mà tội đó là thông thường, là pháp sư nào cũng đều nói rằng phải đọa địa ngục vô gián, vì đó là tội tứ trọng và tội ngũ nghịch. Nhưng mà ở đây á, giết cha đàng hoàng, cướp ngôi đàng hoàng, vậy mà Phật hóa giải ông này không có đọa địa ngục. Đấy là một sự kỳ lạ trong cái hệ tư tưởng đại thừa. Mà muốn hiểu được cái đó không còn nghi ngờ là phải tư duy quán chiếu về lý pháp giới cho rành, cho đạt tới cái mức vô ngại. Phải tư duy quán chiếu về sự pháp giới cho đạt tới cái mức vô ngại. Lúc bây giờ mới cộng lại lý sự vô ngại pháp giới, rồi mới nhìn pháp giới bằng con mắt sự sự vô ngại. Cho nên cái này khó đây, khó không có nghĩa là không học được đâu. Nếu mà học không được thì Đức Phật không, chẳng có nói kinh để làm gì. Nhưng mà hơi khó, phải có tư duy, phải quán chiếu mới nhận thức được. Hồi xưa các vị Bồ Tát mà khi mà sắp nói ra vấn đề gì đó, cái rồi muốn nói rồi cái rồi ngừng không nói nữa, để cho mọi người chú ý rồi mới có người nêu ra câu hỏi, mới bắt đầu mới nói vấn đề đó. À, thành ra là nãy giờ tôi giới thiệu cái cách nhận thức ha, qua một phút giây vắng lặng đó, bây giờ chúng ta mới bắt đầu vô
triển khai để mà tư duy quán chiếu này. À, lần trước thì Đức Phật dạy rằng là cái người thế gian đó mà muốn cho được nhẹ nhàng trên cái bước đường tu tập là phải tư duy quán chiếu 20 điều. 20 điều như đã học tuần trước. Để nắm giữ chánh niệm tư duy trong mọi thời, thường quán niệm tính tấn tàm quý giới định tuệ. Mấy cái từ này đó mà học kỹ là phải học tính, là nó có tính tự, tính tha, tính danh, tính quả, tính sự, tính lý đây. Tính tấn, rồi tàm, rồi quý, rồi giới, rồi định tuệ. Những cái chữ đó là nghĩa nó chứa đựng ở trong rất là nhiều. Do vậy có thể biết rõ tâm tướng giới tướng, rồi quở trách điều ác không làm. Phải quở trách điều ác. Để ý chúng ta là lơi cảnh giác với chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể dễ bị vô minh phiền não nó tác động, nó làm cho chúng ta đau khổ. Mà chúng ta là đệ tử Phật thì phải biết quở trách điều ác. Có nghĩa là mình làm một cái điều đó, mình hoặc là nói, hoặc mình làm, hoặc mình nghĩ mà nó ác, rồi sau đó mình phải biết là đó là nói ác, nghĩ ác và làm ác. Thân khẩu ý mình đã lỡ nghĩ ác, nói ác, làm ác, phải quở trách. Cái chữ đó nó đơn giản vậy đó mà nó có công dụng lắm. Ai không biết quở trách những điều ác, ai không biết quở trách thân khẩu ý của mình, là coi như triền miên đau khổ, không có cơ hội để mình ra khỏi cái đó. Mà cái người mà muốn ra khỏi cái thiết vi u ám, ra khỏi cái gì, vô minh phiền não kiến tư hoặc, ra khỏi những cái điều ác của thân khẩu ý, là người đó phải có chánh niệm. Mà có chánh niệm thì mới biết quở trách thân khẩu ý của mình. Cho nên cái chữ quở trách đó rất là có giá trị trên đường tu hành đấy. Tệ giác quân tập và phát sanh, không còn sợ chết, cũng không sợ ba ác đạo. Cái chữ đó khó nghe lắm đấy. Phải biết quả trách những điều ác, phải làm những điều lành. Tu tập tư duy quán chiếu, chừng nào cái tệ giác của mình nó phát sanh, mà tệ giác phát sanh đó là không còn sợ chết. Chỗ này là chỗ khó. Cho nên tôi nói nãy đó, cái tin mà tôi loan cho đại chúng, có một người Phật tử thiện hữu tri thức, đồng đạo của chúng ta qua đời, gọi là tin buồn theo thế gian, có được phép nói, gọi là có xúc động cũng có thể được, nhưng mà đừng để cho nó đau khổ. Không cho nó đau khổ. Có xúc động, có suy nghĩ, nhưng mà đừng để nó đau khổ. Bởi vì nếu mình để nó đau khổ, có nghĩa là mình học Phật hồi đó giờ chưa có thấm nhiễm gì hết. Giống như mình uống thuốc bổ mà mình chống mà chống virus, chống để đề kháng những cái virus ngoại xâm ha. Mà khi mà virus ở bên ngoài nó xâm nhập vào, mà cái chất đề kháng nó không đề kháng được cái gì hết, thì cái thuốc đó tức là thuốc giọng. Hoặc mình uống không đúng liều lượng, hoặc mình quên uống, hoặc là thuốc giọng. Cho nên nó không đề kháng được cái bệnh bên ngoài. Còn như mà thuốc tốt, chẳng hạn như cái thuốc mà trái trời, trái giống,
thuốc tốt, cho nên nó đề kháng trên toàn cầu, bây giờ không còn cái đó nữa. Thuốc sốt rét bây giờ trên toàn cầu cũng còn một vùng nào đó thiếu thuốc, thiếu chăm sóc thôi, chứ cái di trùng sốt rét cũng được đề kháng. Đó là thuốc thiệt đấy, thuốc tốt đấy. Thì mình tu học ở đây mà mình bồi dưỡng trí tuệ, mà mình vấn đề sinh lão bệnh tử mình phải xem thường nó và phải xác định mà không còn sợ, thì chứng tỏ rằng là cái giáo lý mình học, cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ không, mình đã bồi dưỡng nó có một chất đề kháng tốt. Cho nên trong bản thân mình cho tới thân nhân mình mà có, mà ở trong cái quá trình mà lão bệnh tử là mình phải xem bình thường. Nói chỗ này khó nghe lắm, khó nghe lắm. Người ta nói con người vậy rồi tu hành rồi trở thành sắt đá hay sao? Không phải sắt đá. Trở thành là vô tri vô giác, trở thành là hết tình cảm hay sao? Không phải hết tình cảm, mà là một con người hoàn toàn bằng sống bằng tuệ giác. Bởi vì anh có khóc, anh có chết đi nữa là cái người kia chết vẫn cứ chết mà. Anh có nhào với cái quyệt mà anh đòi theo chồng, theo vợ anh đòi theo chị đòi theo chồng chị đi nữa không? Thì rốt cuộc rồi lát chị bò lên rồi chồng chị cũng chết rồi, vợ anh cũng chết rồi. Tôi thấy có người nhào ở dưới nằm giả dưới không, đòi nằm luôn, đòi lắp theo giùm đi, thì đâu có ai lắp. Thế thì ta kéo lên rồi rốt cuộc rồi thì làm cái dữ dằn vậy, ông chồng cũng chết hoặc bà vợ cũng chết. Mà mấy người mà giá dữ tận vậy là mau tái giá dữ đó chứ. Lý do mau tái giá là tại vì thiếu một lỗ trống quá to, bây giờ cần phải lấp nó lại. Còn cái người mà họ tỉnh bơ vậy à, họ cứ họ lo nghi lễ tống táng đầu đàng hoàng vậy mà họ không tỏ vẻ đau khổ nhiều, là người đó lại có khi không tái giá nha. Là tại vì họ thấy là cái thiếu này là cái thiếu, họ không có lớn, cái lỗ hổng này đâu có lớn lắm, cho nên không có vội gì phải lo lắp lại. Là cứ từ 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 vậy, là ngày tháng nó qua rồi thì tới chừng là già rồi thì người ta truy tặng rồi là tứ đức toàn nhân ha. Tứ đức toàn nhân vậy thôi. Cái đó tôi có thấy thật đấy, khóc ghê gớm, nhào lăn lộn đùng đùng trên cái nắp hòm á, nó chừng sau đó ta giá rất nhanh. Để tôi nghiên cứu vì sao vậy, bởi vì tôi thiền mình phải nghiên cứu chứ, tôi thiền mình nghiên cứu vì sao vậy. Thì ra là cái thuyền của người ta mà ta thấy nó rỉ nước chút xíu, một lần như là vài sợi chỉ thì ta đâu có sợ gì lắm, ta bỏ qua nó cứ đi xài tới hoài mà chiếc thuyền nó cũng không có sao. Ở đây thấy cái lỗ hổng nó bự quá vậy nè, thì phải lập tức là phải bằng mọi cách phải lấp nó lại, phải tạo một cái thứ gì để vá nó lại, lấp nó lại. Cho nên là tội giác phát sinh thì không còn sợ chết là quan trọng đó nha, cũng không sợ ác đạo, không sợ ác đạo. Là tại sao vậy? Chứng thật tướng vô nhân, pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái người mà học lý pháp giới cho rằng tư duy quán chiếu về lý pháp giới mà vô ngại, rồi tư duy quán chiếu về sự pháp giới đạt tới cái mức vô ngại, thì tam ác đạo ở đâu mà có? Chứng thật tướng thấy cảnh đời vô tướng, vô tướng đồng với dạng pháp giới giai không, cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp, vì cái gì mà nó tồn tại, nó hiện hữu chứ. Cho nên là không có hề sợ ác đạo, vì gốm cái chỗ giáo lý đại thừa là vậy đó.
nên tôi nhắc đi nhắc lại với đại chúng hoài à. Chúng ta tu hành là chúng ta phải học như vậy đó, phải tư duy như vậy đó, quán chiếu như vậy đó, để mà bồi dưỡng cái tuệ giác của chúng ta. Chứ tu hành mà cầu nguyện giang sinh ở nơi cái sức độ hộ đã cứu rỗi của Phật Thích Ca, của Phật Di Đà, của Quan Thế Âm Bồ Tát, của Địa Tạng là không được gì đâu nha. Tôi nói hoài cái đó, mà tôi nói cái đó là người ta ghét tôi lắm, người ta muốn giết chết tôi nữa đó. Nhưng mà bây giờ thấy rằng là tôi cũng không còn mấy năm hơi, có giết là lớn quá là tai họa mà không được gì, thành nó để tôi vậy thôi à. Cho nhiều, có nhiều cái tư tưởng muốn giết nếu hôm nay còn sống dài à, nhưng mà giờ giết nó thì cũng như giết ruồi thì ai nỡ lấy gươm vàng. Thôi kệ nó, sốc lại lấp giỏi lắm rồi, 5 tháng 3 tháng 10 tháng nữa nó chết rồi, giết nó là lỗ đấy. Chứ nói vậy là khó lắm, khó nghe lắm, không ưa nổi. Phải học vậy, phải tư duy quán chiếu và lý pháp giới cho rõ ràng, cho đạt tới cái mức bất lý của ngài. Phải tư duy quán chiếu về sự pháp giới là cái gì, đạt tới chỗ sự vô ngại, rồi lý sự vô ngại, rồi sự sự vô ngại, thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Do vậy cho nên là Quyền Giác Thiền Sư còn thêm hai câu nữa: nhược tương vọng nữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Tôi mà tôi dụng ý mà tôi nói gạt, tôi nói dối với mọi người ha, với nhân loại, là thề trong đạo Phật thì không có cho thề, nhưng mà tôi có thể chịu, giống như tôi thề vậy đó, tôi có thể chịu, nghĩa là ai đó kéo cái lưỡi tôi ra rồi cho trâu cài cái lưỡi tôi. Trong địa ngục thường thường là có cái tội mà nghĩa là trâu nó cài cái lưỡi à, nhưng mà Quyền Giác thì thiền sư thì không có thề. Nhưng mà tôi có thể chịu như vậy, nếu tôi nói sai, nếu tôi dối gạt các ngài, tôi dối gạt đồng đạo, tôi dối gạt bá tánh, tôi dối gạt nhân loại, thì coi như tôi chịu cái trách nhiệm là kéo cái lưỡi tôi ra cho trâu cài. Quyền Giác thiền sư đấy: nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệp trần sa kiếp. Tôi tự chiêu một cái nghiệp ác bằng cái cách là kéo lưỡi tôi ra cho trâu cài chơi. Tôi nói thiệt đấy, chứng thực tướng thì vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chứng thực tướng thì rõ ràng thấy rõ sự vô ngại, thấy rõ ràng là cõi đời là vô tướng. Tại sao cõi đời này là vô tướng? Dựa vào đâu? Dựa vào Phật dạy. Phật dạy rằng nhất thiết pháp, nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị, quán. Có phải là Phật dạy thấy cõi đời vô tướng không? Đúng rồi. Mà vô tướng đồng với dạng pháp dạy, dạy không. Thế thì cái tướng pháp là vô tình, tướng nhân là hữu tình. Tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp từ đâu, vì cái gì mà nó tồn tại, nó hiện hữu. Lý luận như vậy đó mới là học Phật đại thừa đấy. Thành ra giờ tôi hết muốn nói rồi, hết muốn nói rồi, nhưng bây giờ nó lỡ rồi, giờ về đây tôi phải nói thôi chứ tôi sợ quá đi. Nói cái này không được cái gì đó hết á. Người ta kẻ thì muốn giết, muốn đánh, muốn đập chết. Người thì nghe không nổi, không biết cái ông này nói cái gì. Còn cái người hiểu á, thì tôi biết ai hiểu giờ đây. Lụa khó lắm. Lụa có chứ không phải là không. Nói không có, không ai hiểu là không được đâu nha. Vẫn có người hiểu. Hồi đó Phật nói kinh Bát Nhã sâu sắc quá, ông Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn: chứ kinh giáo lý này nó quá cao siêu, nó quá màu nhiệm, nó quá sâu sắc vậy, rồi sau này 500 năm sau vẫn Niết Bàn được, có ai nghe nói không? Phật nói: ông đừng lo, có những Bồ Tát ta nghe được, ta hiểu được đấy. Nhưng mà
mình nói mình ngán chứ mình biết trong này có nhiều Bồ Tát thiệt. Có nhiều Bồ Tát sơ bất tâm. Bồ Tát sơ bất tâm nghe cái này nghĩa là gần nổ lỗ tai. Còn Bồ Tát mà Bồ Tát trồng sâu căn lành rồi đó thì nghe cái này đã lắm. Tôi huấn luyện cho những người nào gọi là thân thiện với tôi, gọi là đệ tử cùng đồng đạo với tôi, là cái điều ưu tiên một là phải thường tư duy quán chiếu cái chân lý vô thường mà nó đạt tới cái đỉnh cao là không sợ chết. Chỗ đó thì tôi mới là mới tin tưởng đấy. Chứ các vị mà sợ chết quá, bệnh chút là các vị sợ quá, đau chút các vị cũng sợ quá, rồi các vị sợ tới nỗi các vị hành hạ các vị mà các vị không có biết. Cái đó tôi nói nhiều lần rồi, tạo hóa gọi là trời, gọi là tạo hóa, gọi là vũ trụ duyên sanh, nó sanh ra cái lỗ mũi để thở mà mày không thở nữa thì mày nghỉ. Nhưng mày ăn để ăn, mày không ăn được nữa thì mày nghỉ ăn. Lỗ tai để nghe, mày không nghe được nữa thì khỏi nghe. Con mắt để thấy, mày không được thấy nữa thì mày khỏi thấy. Mà nói chung là lục căn nó suy thoái theo cái tuổi già. Phải an tâm, không được đau khổ nhiều. Thí dụ như tôi chỉ cần đấu phước thôi. Đấu phước tôi nói rằng nếu như tiền kiếp nghiệp chướng của mình mà nhẹ, mình có một chút phước lành thì từ đây cho tới cái ngày mình bỏ cái thân này nó nhẹ nhàng, nó ngắn gọn thì điều đó là cái điều rất là hân hạnh. Nhưng mà nếu như cái phước của mình mỏng quá mà nó hành hạ mình đó mà, thì mình cũng phải chấp nhận bằng cái kiểu phải chấp nhận, phải cắn răng mà chấp nhận. Chứ còn cái chuyện mà mình đòi mình kéo dài cái mạng sống ra mà khổ sở đó ha, là tôi bản thân tôi cũng như là những người mà đồng chí hướng với tôi là không nên, không cần kéo dài trong khổ sở. Có người gì nhiều tiền quá kéo dài cả năm trời, có người 3 năm trời, có người 5 năm trời trong khổ sở. Cái đó nói đúng là tôi không muốn. Tuy nhiên trên cõi đời thì người ta có quyền muốn, nhưng mà riêng tôi học Phật thì tôi không muốn cái đó. Tôi muốn ngắn gọn, nhẹ khỏe. Vì tôi quan niệm rằng chết không hề mất. Tu hành rồi vãng lai tam giới cho tên xuất một vị tha tác, tác vẫn cứ sanh sanh tử tử, sanh diệt diệt sanh, vô cùng vô tận mà qua lại, vẫn cứ qua lại trong tam giới, không trốn tránh tam giới. Nhưng mà có cái điều là mình không có làm chủ của tam giới, mà mình là người khách, muốn đến đến, muốn đi đi, muốn ở ở, muốn không không. Đó là cái tự tại của cái công đức tu hành của chúng ta. Do vậy tư duy quán chiếu của đó rồi thì vấn đề sinh tử nhẹ nhàng thôi. Tập cái chỗ đó khó lắm đó. Nếu không chuyên tâm quán sát 20 điều mà Phật dạy trên thì cái tâm thường buông lung phóng vật, không việc ác nào chẳng dám làm. Cái phóng vật là cái từ phóng vật rất là nguy hiểm. Phóng vật nó có thân phóng vật, nó có khẩu phóng vật, và nó có ý phóng vật, tức là buông lung đó mà. Không sống trong đạo lý, không sống trong luật pháp, không sống trong khuôn khổ, không sống trong tứ đức tam tùng, nó nói theo Khổng Tử mà, không sống theo tứ đức tam tùng. Nhưng mà cái đó thì bây giờ là Khổng Tử hồi xưa nói cái đó thì đúng, nhưng mà bây giờ đời nay thì cái đó phải có sửa đổi. Thế thì cái người đó gọi là người phóng vật.
Còn đệ tử Phật mà sống trong tam quy ngũ giới mà không nghiêm túc, cứ vi phạm dài dài thì gọi đó là phóng vật đấy. Phóng vật có thân khẩu dễ. Vua thưa rằng: Bạch Thế Tôn, qua ý nghĩa lời của Như Lai dạy, tôi nhận thấy từ trước tôi chưa từng quan sát 20 điều ấy. Ông này phóng vật mà, cho nên hai điều mà Như Lai bảo phải tư duy quán chiếu để tránh đi cái phóng vật của thân của khẩu ý. Ông vua ông nói: dạ, từ trước tôi chưa từng quan sát 20 điều ấy, nên tôi đã gây tạo tội ác, do đó tôi rất sợ ba đường ác. Đương nhiên rồi, ông này bây giờ gọi là tỉnh thức rồi. Tỉnh thức là rất sợ. Bạch Thế Tôn, tôi từ tự chuốc họa tạo tội ác lớn. Vua cha vô tội, tôi lại giết hại. Đối với 20 điều Phật vừa nói, tôi không quan sát, không quan sát phần nào. Tôi như người đuôi, điếc, si mê vô trí. Cho nên hiện nay tôi rất sợ hãi rằng tôi quyết định chắc sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Tự mình thấy rõ cái điều đó. Nói cái mà cái từ đó. Cho nên là bây giờ tôi nói này đại chúng nghe là tôi nhờ tôi giảng rồi tôi dạy mấy mươi năm đó mà bây giờ nó đi sâu từng chữ mà tôi thấy nó hay lắm. Thí dụ như là ông A Sở Thế, ông nói rằng hồi nào giờ tôi chưa có nghe, tôi chưa tư duy quan sát gì hết đó. Tôi như là người đuôi điếc si mê vô trí. Có thật vậy không? Thật đấy, thật đấy nha. Biết đâu trong chúng ta đây, nếu mà chúng ta khách quan và đừng tự ti mặc cảm và thành thật với lòng mình, thì chúng ta coi chừng đó nha. Chúng ta có mắt sáng vậy chứ không phải là tỏ đâu à. Giống như đuôi vậy à, lỗ tai nghe đàng hoàng vậy à, mà điếc à. Rồi trí thì là có thể là làm giàu, nghĩa là chứa bao nhiêu triệu cái thùng dầu để qua mặt nhà nước, là giống như cái ông tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dầu gì xăng dầu ở Mỹ Tho này nè, đang bị khám phá đây nè. Đấy, trữ dầu bất hợp pháp và bán dầu quá giá và phân phối bất hợp pháp đó nha. Nhà nước đang truy tố bao nhiêu ngàn tỷ nữa đó. Mà dám làm những chuyện đó thì có mắt như đuôi, có tai như biết đó. Miệng nói rất là dữ, đi giao dịch rất dữ, mà miệng đó như là miệng câm đó, nói những lời sai trái đó. Cho nên là cái đó là tôi thấy ở trên TV rồi nha, chứ không phải tôi tự biết à. Nhưng mà tên của ta mình không có nói thôi, TV nói à. Thế thì chúng ta coi chừng con mắt thấy rõ ràng vậy mà kỳ thật không có sáng, lỗ tai nghe hết vậy mà nghe tướng sư tượng xe pháo ngựa chốt, nghe cơ rô chuồng bích, nghe số đề này kia nọ, biên số đề đi lên cúng lần tám ngón ở trên tủ đất ra đó, thì có mắt như đuôi, có miệng như điếc và có trí óc mà si mê cái anh tám ngón đó, cái anh tử hình mà tám ngón đó, vậy mà đem heo quay lên cúng á, cúng để xin số đề à. Thế thì cái đó rất đáng tội nghiệp. Nếu anh đó mà anh có khả năng anh cho người ta trúng số đề bạc trăm triệu vậy, thì hồi đó anh đi ăn cướp làm chi? Anh làm cho anh ngon lành đi, anh giàu đi, anh đi ăn cướp làm chi? Anh đi làm xã hội đen gì đó làm chi, để cho cuối cùng anh bắt anh bị xử tử hình. Ấy thế mà bây giờ anh chết rồi, người ta đem heo qua, người ta cúng đó, báo đăng đàng hoàng đó nha. Cúng lại thì sụp chân tình lắm á. Đấy,
thế thì coi chân có mắt như đuôi, có tai như đứa, có miệng như câm, đầu thì nghĩa là chưa vô nhà thì điên, bác sĩ không có nói không có điên, nhưng mà thật sự là không có, là không có trí tuệ, tức là ngu si đấy nè. Cái đó đó, cho nên bây giờ qua mấy mươi năm mà đi vào trong đạo Phật, giờ tôi thấy nó hay từng chữ, nó hay từng chữ. Rồi tôi mới nhớ lại cái bộ bài cào, từ thằng ấp cơ là nút một tới tấm hai tấm ba cho tới thằng già cơ, rồi thằng nút chuồng một cho tới thằng già chuồng, rồi nút rô một tới thằng già rô, là nút bích một tới già bích. Tất cả mỗi một cái tấm, không có tấm nào giá trị hơn tấm nào, giá trị đều bằng nhau hết. Dù là nút một, dù là một nút, hai nút, ba nút, bốn nút, cho tới bồi, đồng, già trong bộ bài cào ha, giá trị giống nhau. Cái bộ bài quắc, bộ bài tứ sắc, tướng sĩ tượng xe pháo ngựa chốt, bốn màu đều vậy hết, không có cây nào giá trị hơn cây nào. Một cây chốt mà đúng chỗ đó là ta đánh cái chốt đó, người kia khui có thể tới quan nghe là 17-40 như thường. Cây chốt thôi, 13-36-17-40 như thường bằng cây chốt. Cho nên á, tất cả kinh điển, những cái từ, những cái ngôn từ và mọi sự vật bên đời á, ta nhìn rõ rồi á, thì sự sự vô ngại, nghĩa là pháp nào, món nào, vật nào cũng đều có giá trị như nhau. Tôi quán chiếu cái chỗ đó thật, tôi cho rằng là thật là hay. Cho nên nhìn dạng pháp, cái nào cũng đều tu được hết. Bây giờ kinh điển đối tôi là từ chữ á, chữ nào tôi thấy cũng có cái hay của nó, cũng có giá trị để đi tới chỗ giải thoát giác ngộ. Giống như là bài tứ sắc, giống như bài cào vậy, không có cây nào là không giá trị. Từ chỗ đó tôi mới nhớ ra cái tử vi nó có 114 sao, mà trong đó có quá khoa, quá quyền, quá lộc, ai thấy sao đó cũng mê hao. Rồi á, người ta thấy như là Đà La là cây chốt thôi, 13-36-17-40 như thường bằng cây chốt. Cho nên á, tất cả kinh điển, những cái từ, những cái ngôn từ và mọi sự vật bên đời á, ta nhìn rõ rồi á, thì sự sự vô ngại, nghĩa là pháp nào, món nào, vật nào cũng đều có giá trị như nhau. Tôi quán chiếu cái chỗ đó thật, tôi cho rằng là thật là hay. Cho nên nhìn dạng pháp, cái nào cũng đều tu được hết. Bây giờ kinh điển đối tôi là từ chữ á, chữ nào tôi thấy cũng có cái hay của nó, cũng có giá trị để đi tới chỗ giải thoát giác ngộ. Giống như là bài tứ sắc, giống như bài cào vậy, không có cây nào là không giá trị. Từ chỗ đó tôi mới nhớ ra cái tử vi nó có 114 sao, mà trong đó có quá khoa, quá quyền, quá lộc, ai thấy sao đó cũng mê hao. Rồi á, người ta thấy như là Đà La là Thiên Dư, Thiên Y, rồi người ta cho là cái sao thường hao. Mà kỳ thật tôi vận dụng cái tư tưởng này, trong 118 cái sao đó không có sao nào giá trị hơn sao nào. Ông tử vi, cái sao tử vi mà nó đứng vào cái chỗ toàn là không có dân xương dân khúc, không có tả hữu, không có khoa quyền lộc á, thì giống như ông vua mà bắt được tôi tới 17-40 liền, chỉ cần một cái chốt chứ tôi không cần gì nữa. Thành ra chân lý vô thường nó là nguyên nhân của khổ đau,
mà chân lý vô thường đối với ai đó nó là nguyên nhân của niết bàn đấy, thấy vô cùng vô tận. Không có vô thường, ngày nay các vị không có ngồi đây, các vị ở đâu biết không? Ở trong bụng má, mà không được ở trong bụng má nữa, mà nó còn ở trong cá tép, tôm cua gạo thóc rau cỏ. Bởi vì má, nhà má ăn mấy cái đó, mấy cái đó thì nên má mới có cái bụng, má mới là nuôi sống một con người của má, rồi má mới là gộp lại với ba rồi nó mới có con người. Cho nên nếu không có vô thường là mình còn ở trong con tép, con tôm, con cá, trong gạo, trong thóc, trong bánh bao, bánh bò. Từ tất cả đó, tất cả những cái đó má mua má ăn, má mua má ăn mới sống má. Rồi từ đó đó, rồi má mới có cái phôi, có cái thai. Mà có cái thai là cũng nhờ chân lý vô thường, cho nên nó bị tới gọi là mãn, mà gì đó, nở nhị khai qua, gọi là thập hoạt hoài thai. Rồi từ đó mới tam liên nhũ, nhũ bộ ha, nhờ chân lý vô thường đấy. Cho nên nhìn kỹ rồi nó hay lạ. Con chốt cũng được, con pháo cũng được, con xe giá trị giống nhau, con ngựa giống nhau, ông tướng, con sĩ, con tượng giống nhau, phải trúng vai trò, trúng vị trí là 13-36, khôi 13-36, khôi 17-40. Nó ra quân tứ sắc đây. Cho nên ở đây mà Đức Phật nói chân lý vô thường, tất cả các pháp tánh thương của nó đều vô thường, không có quyết định. Sao nhà vua lại nói quyết định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ? Chú cha ơi, rõ ràng là lấy con chốt mà khui ra cái là thành tới quan 17-40. Vua thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp không có tướng quyết định thì tội giết cha của tôi cũng không có quyết định. Bởi vì nếu tôi giết cha của tôi quyết định thì tất cả pháp hóa ra cũng quyết định sao? Ông vua ông tỉnh ngộ rồi, ông nghe Đức Phật khai thị. Khai thị là vậy đó, tức là chỉ và diễn đạt ha, diễn đạt cái đại cương vậy đó. Mà ông này là người trí mà, Phật khai thị cái là ông nắm bắt được cái ý tứ của Phật. Phật khen: lành thay, lành thay, đại vương thông minh lắm. Chư Phật nói tất cả pháp không có tướng quyết định, nhà vua lại có thể rõ biết cái tội giết hại cũng chẳng có tướng quyết định. Ghê chưa? Cái tội giết cha vậy mà Đức Phật khen nó, nhà vua đại vương thông minh lắm, biết được cái tướng vạn pháp không có tướng quyết định, cho nên giết cha vậy chẳng lẽ cũng không có tướng quyết định vậy ư? Phật nói đúng, đúng, thông minh, giết cha cũng không có tướng quyết định. Phật nói tất cả các pháp không có tướng quyết định, nhà vua lại có thể biết tội giết hại cũng không có tướng quyết định. Chỗ này khó đó nha, chỗ này là phải học về lý pháp giới và sự pháp giới đó. Sự pháp giới là cái pháp giới mà chúng ta ở đây, gọi là cái pháp giới này gọi là pháp giới hiện tượng duyên, duyên sanh. Các vị rõ cái đó chưa? Rõ rồi chứ gì? Cái thế giới mà ta ở đây gọi là cái thế giới thuộc về hiện tượng duyên, duyên sanh.
Mà theo kinh điển các vị học với lúc này đó thì những cái vật chất hiện tượng dương sanh là có thiệt hay không có thiệt? Đây là như quyển đấy. À vậy thôi, mặt trời, mặt trăng của địa cầu gọi là một hành tinh hệ, cái đó có thiệt hay không có thiệt? À nhận rồi, tới đó ứ hự rồi phải không? Nên nhớ rằng cái pháp duyên sanh như quyển đây á, kể cả mặt trời, mặt trăng và quả địa cầu gọi là một hành tinh hệ, đây cũng là, cũng là pháp duyên sanh, cũng là pháp hữu vi. Bởi vì hữu vi là gì? Hữu vi là pháp duyên sanh, trùng trùng duyên sanh. Cái sao chổi hay lây các vị có nghe chưa? Nó là duyên sanh hay là nó là tự ngã, nó cố định? Đấy, sao chổi hay lây mà còn duyên sanh mà. Cho nên là các nhà bác học người ta nói sao chổi hay lây là nếu mà cái tuần rồi đó 72 năm nó đi một lần ngang qua quả đất đó, nếu mà nó quét cái đuôi nó vô đây là quả đất của chúng ta nó biến thành ra cát để mà xây nhà đấy. Nhưng mà ngay cả cái bản thân sao chổi hay lây vẫn là duyên, duyên sanh. Mà duyên sanh thì nó là hữu, hữu vi. Mà hữu vi duyên sanh thì nó là như, như quyển. Vậy thì quả địa cầu ta như quyển hay là chắc? Là duyên sanh hay là không duyên sanh? Là hữu vi hay là vô vi? Rồi cái mặt trời là vô vi hay là hữu vi? Hữu vi tất. À, do vậy cho nên là cái mà chúng ta đang sống đây đó, tất cả đều là pháp hữu vi, đều là hiện tượng duyên sanh. Mà hữu vi và duyên sanh thì bản chất của nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như điện. Ta nắm được cái đó tức là ta nắm được sự pháp giới. Sự pháp giới tức là cái pháp giới mà ta đang ở đây, cái pháp giới mà ai cũng gọi là có đây. Mặt trời là có đây, mặt trăng là có đây, quả địa cầu là có đây. Đây là một hành tinh hệ đây, ai cũng gọi là có. Nhưng mà đạo Phật thì nói cái có này là có đấy, nhưng mà cái có này là cái có của hữu, của cái thế giới hữu vi. Mà nó đã, cái từ hữu vi có nghĩa là thế giới đó là hoàn toàn là do trùng trùng duyên khởi hòa hợp mà sanh. Mà đã duyên sanh thì không có tự tánh, nó như quyển, nó như quyển. Giống như cái hình ảnh các vị coi tivi mỗi đêm đó, hình ảnh đó là duyên sanh. Cho nên tôi đố các vị nắm giữ cái cô đào nào, cái cậu kép nào, cái rừng cây nào, cái núi nào, cái nhà cửa nào mà các vị giữ gìn để cất được. Không cất được cũng không trích ly để lấy ra cái màu nào được. Là tại sao vậy? Vì tại đó là duyên, duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên như quyển, mà như quyển thì nó có đó mà kỳ thật là không phải thật có. Thế thì tất cả các cái pháp, kể cả cái hành tinh hệ, mặt trời, mặt trăng, địa cầu, mình gọi là hành tinh hệ đó, hoàn toàn là thuộc về hữu vi, thuộc về duyên sanh. Mà duyên sanh thì như quyển. Hiểu được như vậy tôi gọi là hiểu về sự pháp giới. Tức là cái pháp giới về sự, cái pháp giới thuộc về bên mặt hữu, hữu vi duyên sanh. Nhớ chỗ đó nha. Rồi, thế là sự pháp giới các vị hiểu rồi chứ gì? Hiểu hết chưa? À, bây giờ học tới lý pháp giới rồi nè. Lý pháp giới là cái gì? Trong kinh gọi là cái pháp giới nhất chân, bất nhị, cái pháp giới vô vi. À, mình học đã là hữu vi, là thuộc về sự pháp giới. Sự tức là duyên sanh. Bây giờ mình học về lý pháp giới. Lý pháp giới tức là cái pháp giới này thuộc về vô vi. Mà vô vi có nghĩa là không có duyên sanh. Nó là bản thể chân như, không có duyên sanh.
mà đã không như sanh thì không như, không như quyển được. Bản thể chân như là cái thể không sanh, không diệt, không đến, không đi, không đoạn, không thường, không tốt, không xấu. Trong đó không có cái nặng, cái nhẹ, cái mừng, cái giận, cái vui, cái buồn. Cái pháp giới đó là pháp giới vô vi. Vì nó không phải là hữu vi, cho nên nó không có cái gì để gọi là pháp duyên sanh ở trong đó được hết. Đó, hư không vô vi, tịch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, chân như vô vô vi là không hề có cái gì. Cái pháp giới đó là pháp giới ta gọi là lý pháp giới, ta gọi là pháp giới bản thể, pháp giới chân như bản thể. Nó không có sanh, không có diệt, không có đến, không có đi, không có đoạn, không có thường, không có quá khứ, hiện tại và vị vị lai. Không có ba đời, không có đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương phương dưới. Cho nên cái pháp giới vô vi đó nó không có mười phương, nó không có ba đời, mà nó là một cái bản thể chân như bình đẳng, mà không có mười phương, không có ba đời. Tại sao dám nói như vậy? Tại vì ba đời là cái gì? Ba đời là đây, đây là cái quả địa cầu. À, dựa trên sự pháp giới, dựa trên hữu vi pháp giới, dựa trên hiện tượng pháp giới, dựa trên pháp giới duyên sanh thì mới có ba đời và mười phương. Vì đây là quả đất, mà đây là mặt trời, đây là phía khuất mặt trời. Thế thì ở đây gọi là ngày nay, lăn qua bên đây khuất thì gọi là ngày mai, lăn qua đây trở lại thì cái ngày mai nó trở lại thành ngày nay. Do cái sự khuất mặt trời hay là nó đối trọng, đối chiếu với mặt trời mà có ra ngày nay, ngày hôm qua và ngày mai. Ngày hôm qua gọi là ngày quá khứ, ngày hiện giờ gọi là ngày hiện tại, và sau 12 tiếng đồng hồ nữa nó gọi là ngày tương lai. Do vậy mà có quá khứ, hiện tại và tương lai là gì? Do có cái pháp hữu vi là quả địa cầu lăn theo đối chiếu với cái pháp hữu vi là mặt trời, có khuất hay là có đối, mà thành ra có hôm qua, hiện giờ và ngày mai. Cho nên cái pháp giới vô vi nó không có sử dụng cái mặt trời này, không có mặt trời, không có nói tới cái quả đất này. Thế thì không có cái vụ hiện đối trọng hay là bị khuất, phải chưa? Do vậy cho nên cái quá khứ, hiện tại, vị lai không có. À, rồi tôi dựng một cái cây ở đây. Cái cây này bắt đầu cái phía này mình nhìn qua cái phía mặt trời thì gọi phía này là phía đông. Cái phía mà đối vọng với mặt trời thì gọi là phía tây. Đây là phía nam, đây là phía bắc. Bây giờ không có cái vụ mặt trời, thế thì có đông không? Có tây không? Có nam không? Có bắc không? Không, đó là một pháp giới nhất chân bình đẳng. Đó là lý pháp giới đó. Do vậy cho nên học về lý pháp giới thì không có ba đời và không có mười phương, mà ba đời và mười phương là một cái thể bình đẳng duy nhất, ta gọi là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị. Trong đó không có cái vui mừng buồn giận thương ghét, cho nên ta gọi là pháp giới vô vi. Thể nhập mà đạt và sống trong cảnh giới vô vi đó là không có mọi nguyên nhân đau khổ, khỏi có nguyên nhân đau khổ. Đây khó nghe lắm, khó nghe mà đã chúng nghe có được không? Có nghe được phải không? Vị nào nghe chưa được cũng không phải là không được đâu,
nhưng mà phải nghe rồi phải tư duy, ta gọi là tu thiền là vậy đó. Tu thiền là phải tu cái đó. Chứ hôm qua có câu hỏi bên Mỹ gọi về, tôi mới giải thích chứ cả. Thưa thầy, nhờ thầy dạy giùm con tu thiền, sao mà con ngồi mỗi lần được 1.5 tiếng tới 2 tiếng đồng hồ, mà con ngồi được mấy năm vậy á, mà lúc là con thấy con lớn ra, lúc là con thấy con nhỏ xíu lại, rồi lúc là con thấy nghe là con như là muốn bay đi vậy á. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Tôi nghe cái đó tội nghiệp hết sức. Cái người dạy tu thiền không có biết thiền là cái quái gì hết đó. Cho nên là dạy thi ngồi thôi, bảo người nào ngồi lâu thì là chấm điểm cao, người nào ngồi ít thì chấm điểm ít. Chứ tu thiền thì đối với tôi dạy thiền không bao giờ có cái trạng thái đó được. Làm gì mà có lúc nghe là thấy mình lớn ra? Rồi lý do nào mà trong tu thiền mà có thấy mình nhỏ xíu, rồi có lúc thấy mình bay là sao? Đấy, cho nên tu vậy không có được đâu. Rồi còn cái này nữa nha, tôi nói các vị nói nha, cái ông Phật tử này ông gọi về ông nói tôi thiệt đấy. Ông nói dạ, ông này là ông hiện giờ ông hoạt động gia đình Phật tử đó. Ông hỏi tôi, nói dạ con là dạ gia đình Phật tử, cũng thường phụ lực việc trong chùa, mà con ngồi thiền, con quán niệm Quan Âm, rồi con nhìn tượng Quan Âm riết rồi sao con yêu cái tượng đó. Trời Phật ơi, ấy ta dùng chữ ấy nó có cái vẻ nghe là nho nhã và thanh lịch sao, mà kỳ thật tức là yêu đấy, yêu cái tượng đấy, ái cái tượng đó. Đó là sự thật nha. Cho nên tôi nói các vị nào mà mê tượng, mà làm tượng, mà nắng tượng, rồi mua tượng, rồi sẽ chấp gì tượng. Rồi tôi thấy những cái chỗ, những cái chỗ chùa chiền mà ta bỏ ra tiền hàng trăm triệu mà ta làm tượng đó mà. Trời ơi Phật ơi, làm tượng chư thiên rồi, tôi nói người nào người nấy còn ngon lành hơn là cái bằng minh tinh màng bạc, thân hình dốc dáng, nghĩa là ba vòng đàng hoàng, vòng một, vòng hai thế nào, vòng ba thế nào, phải không? Ôi chú trời, nó đẹp hơn luôn là như minh tinh, nó đẹp như là người mẫu mà bị tạc ánh sáng bờ hôm đấy, bị tạc nước sôi đấy, đẹp vậy á. Làm sao mà chùa chiền người ta tu cho được? Tôi thấy cái đó tôi đau lắm, mà tôi nói với ai bây giờ? Bây giờ đây là do có cái đạo hữu bên Mỹ mà gọi về, tôi mới dám nói với các vị đấy. Quán tượng Quan Âm rồi yêu tượng đó. Cái huynh đệ đó nói thiệt cỡ nào tôi cũng chưa biết, hoặc là người ta thị hiện đó. Hồi xưa có những người thị hiện đối với Đức Phật mà gọi là lục quần tỳ kheo, nói những chuyện tội lỗi, làm chuyện tội lỗi để cho Phật dạy đó nha. Phật làm cái đầu đề để dạy đệ tử đấy. Cái ông này có thể là một người ở trong hàng thị hiện, gọi về nói tôi, nhờ tôi hóa giải cái vụ đó làm sao. Yêu hoàn toàn. Từ chỗ đó bữa nay tôi mới dám nói tới cái tượng. Những cái tượng đẹp đẽ gọi là chư thiên, người ta làm chư thiên ta đâu dám làm xấu. Mà không dám làm xấu thì giờ làm sao giờ? Làm xấu thì chỉ có cách là không dám làm xấu thì phải làm giống như là minh tinh, giống như là kép độc cải lương, giống như người mẫu. Chú cha ơi, chịu sao cho nổi. Yêu tượng chết đi. Bữa hôm tôi thấy, tôi nói rồi là các vị đi thử coi nhé. Các vị đi một lần. Đây là tôi nói không ngán vậy, là già rồi đâu ngán gì nữa. Tôi đi Đế Thiền Đế Thích, mà trên Đế Thiền Đế Thích là người ta tạc hàng ngàn tượng phụ nữ.
trên đó là vua hồi xưa ưa phụ nữ ngon, chứ không có tàn cha mày râu nữa đó, toàn là phụ nữ, cả cái vòng thành bao nhiêu cây số phụ nữ không à. Mà tôi nói là những cái này á, hôm qua có cái bà đó gọi là cái nhũ hoa, còn tôi á, tôi gọi là Lucuma Rimumba, là gì ở ngoài sở thú á có cái trái mà mình gọi là Lucuma, mà gọi nó nam đấy, cái tên khoa học của nó là Lucuma Rimumba, mà cái đó Việt Nam mình dịch là nhũ đào. À, thế thì là cái của mấy bà đó nó giống y như cái đào vậy, tôi dịch là nhũ đào ha. Mà những cái nhũ đào đó thế thì tôi thích là tôi nói khách hành hương là họ đi họ rờ riết, tôi nói đá mà nó lắm bước còn hơn là lắm gần đi. Đá mà nó láng còn hơn đánh Danny, hơn là sập gụ mà bằng cổng lai mà đánh Danny hả. Thì nguyên cả cái tượng đó, mấy cái tượng mới có cái đó chứ, không có tượng là sao có cái đó. Đấy, rồi tôi nói cái này nữa, tôi sám hối sư huynh tôi. Sư huynh tôi có nghe đi nữa, cái thằng em này á, nó ngang tàn, nó nói tình, nó nói thẳng, nó thật không à. Giờ thì kệ nó, muốn nói gì nó nói chứ làm gì nó giờ. Cho nên tôi xin sám hối sư huynh tôi là cái ông thiện quê đây, trụ trì chùa Đại Giác đây. Tôi nghe sư huynh tôi lập cái chùa trên Lái Thiêu lớn lắm. Bữa hôm tôi đi giảng ở bên Bình Dương á, tôi quẹo qua Lái Thiêu, tôi đi tham quan cái chùa. Trời Phật ơi, chùa đẹp vô cùng, mà hoàng hậu Maya ra nghe không, bật cái áo khỉ, bật cái quần trẻ rúng, rồi từ xuống cái rúng này nó có cái làn hào quang, nó bay lên trên này nè, rồi có con voi sáu ngà ở trên đó ha. Mà tôi nói là cái Lukuma Rimumba đó nó lớn như là cái trái bưởi sẽ hai vậy á. Ông ơi, tôi nói thôi ta chết rồi, sư huynh ơi, sư huynh làm vậy chết mấy đệ tử trẻ của tụi hết trơn rồi. Sư huynh ơi là sư huynh, nằm đắp cái chân mà cái rúng lòi ra, rồi có cái luồng hào quang á, nằm cái báo mà là do sáu ngà nó vô thôi, thì đắp vậy thì do nó vô đại đâu trong hông này đi, ở đây nó vô chỗ cái rúng á. Ôi trời ơi, rồi á, rồi hai cái trái mà Lucuma này đó thì cái đồ đó mua cái đó chắc có đồ của Hoa Kỳ chứ Việt Nam không có, nó đẹp ơi là đẹp. Đẹp ơi là đẹp, nó đẹp. Tôi là gần 80 đây mà tôi muốn xỉu rồi, là còn tuổi nhỏ đi làm sao. Tôi về tôi nói với ông Minh Lễ, ông tài xế, tôi nói trời ơi Minh Lễ ơi, sư huynh tôi ông làm vậy chết mấy thằng nhỏ hết trơn ông ơi. Còn tượng mà Phật Niết Bàn á, tượng Phật Niết Bàn đó, ông tạo mấy chục cái tượng á, thì kheo ông nào ông nấy chèn ơi, thiệt là còn đẹp hơn là ông A Nan hồi nhỏ. Ông A Nan là có danh nổi tiếng là người đẹp nha, Phật không có cho là mặc áo mà hở vai đấy, mà ở đây ông nào ông nấy đẹp như A Nan vậy mà mặc áo hở vai hết. Rồi ngồi nghe là mấy chục ông trong cái chỗ mà Phật Niết Bàn á, tượng ơi là tượng, tượng nào tượng nấy thấy đi không nổi không à. Rồi còn ở ngoài kia nữa, các vị khi nào đi Long Thành á ha, các vị nhìn chư thiên cái các vị cũng đi không nổi luôn. Đây,
Cho nên là một cái sự sai lầm ghê gớm trên con đường đạo. Người ta không có hiểu được là như người ta dụng ý của các cái ông thợ điêu khắc. Người ta lấy cái quan niệm đẹp của cái thời đại thế kỷ 21 này mà người ta tạo tượng, tạo tượng Quan Âm, tạo tượng Chư Thiên, tạo tượng nữ Bồ Tát, tạo tượng nam Bồ Tát, tạo tượng Tỳ Kheo. Ông nào ông nấy đẹp, hình dung nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, lực lưỡng tráng kiện, mà không có cái chất, nhìn vào không có cái chất giải thoát giác ngộ trong được, mà nó gợi một cái tâm tình không đẹp. Tôi nói cái đó là rất nhiều người có thể ghét đấy, ghét lắm đấy. Tôi những cái tôi nói các vị có khi nào đi nó còn vậy. Do vậy cho nên Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã đó, mà muốn thấy Phật á hả, phàm sở hữu tướng giai thị hư hư vọng. Tôi lấy cái câu đó mà tôi dạy cho cái ông đệ tử ở bên Canada đó. Đừng bỏ đi, bỏ cái lối tu quán như vậy đi. Tất cả những cái tượng, không có tượng nào là thực chất của Phật, của Bồ Tát là như vậy. Mà mình nhìn vào bức tượng mà mình tưởng đó là Phật, là Bồ Tát là sai lầm rồi. Phàm sở hữu tướng giai thị hư hư vọng. Cái tướng của Phật Thích Ca hồi còn tại thế cũng còn chưa nhìn cái tướng đó, cũng còn chưa thấy được Phật. Thì còn cái tượng của ngày nay, người ta làm theo cái tượng của thế kỷ 20 này, thì Phật ở đâu trong đó? Bồ Tát Quan Âm ở đâu trong cái tượng đó? Phải nhược kiến chư tướng phi tướng mà tức kiến Như Lai. Phải thấy được cái tính chất phi tướng của hiện tượng sự vật của các tướng. Phải thấy được cái thực tướng là tướng vô của nó, mới là thấy được Phật tánh, mới thấy được từ là Bồ Đề tự tánh, Niết Bàn tự tánh, mới được thấy Như Lai viên giác diệu tâm. Chứ nhìn vào các tướng đó mà hy vọng thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy Như Lai là không có. Do vậy cho nên tu thiền á là phải dựa vào cái này, cái kinh điển này mà tư duy. Còn bằng không, không dựa vào đây mà tư duy, tu thiền nghĩa là nói cách khác là tu thiền phải có đối tượng. Mà đối tượng đó là gì? Cái tổng quát của tu thiền á là: một là samatha, hai là cái đối tượng sở quán gọi là tam ma bát đề, ba là thiền na, tức là tư duy tu trong tịnh lự. Như vậy là gọi là tu thiền là phải có đối tượng. Thí dụ như các vị ngồi thiền rồi, bây giờ các vị tư duy cái điểm này: Bạch Thế Tôn, đây nè, này Đại Vương, như lời nhà vua nói, vua cha vô tội. Khoan, để tôi nói câu này. Phật khen lành thay Đại Vương, chư Phật nói tất cả pháp không có tướng quyết định. Này thiền đó nha, mà vua lại có thể rõ biết tôi cái rõ biết tội giết hại cũng chẳng có tướng quyết định. Như tội chứ không phải như tôi. Đấy, tại sao lại Phật khen? Phải tư duy tại sao Phật khen. Phật khen như vậy nghĩa là Phật xác nhận rằng cái tội giết cha của vua A Xà Thế không có tướng quyết định. Như Lai vừa khai thị là nhà vua vừa nhận thức được cái đó. Lành thai tất cả pháp không có tướng quyết định, thì giết cha, cái tội giết cha cũng không có tướng quyết định.
Như là vừa nói, Đại Dương vừa nhận thức được điều đó, rất lành thai, lành thai. Đó, cứu vua sẽ thế bằng cái chân lý vô thường đó. Cho nên đã gọi là tu thiền là phải có đề tài, phải có đối tượng. Tư duy là tư duy cái gì? Quán chiếu là quán chiếu cái gì? Phải có chứ, đâu có để cho cái tâm hồn của mình nó rỗng trơn, lúc là thấy lớn, lúc là thấy nhỏ, lúc là thấy muôn bay, lúc là thấy xanh, lúc thấy vàng, lúc thấy đỏ, lúc thấy trắng. Mình để cái hồn của mình ở cái chỗ không có chỗ, không có điểm tựa, thì đương nhiên là nó phải làm vậy thôi. Không bao giờ con người không có điểm tựa. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân vấn cầu, Phật thi công tạo giảng thành. Tu hành mà ngồi thiền mà vô niệm ư? Không được đâu. Ngồi thiền mà thấy vạn pháp nghĩa là không có gì hết, dẹp bỏ hết, để cho rỗng trơn ư? Không phải vậy đâu. Vô niệm vô sanh là một ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất quan uổng. Tự mình quá đá một kiếp người của mình tràn đầy linh động. Tại sao giống đó như vậy? Đây, thử trách nhiệm cái ông robot, cái người máy. Vậy chứ quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Đương nhiên là không thành rồi. Cho nên hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là tức là nó trả lời rồi đó. Ai can đảm đủ sức chờ ông giải đáp? Ông là robot mà ông giải đáp cái gì? Nghĩa là ông không bao giờ thành Phật. Do vậy cho nên tu thiền là phải có đối tượng. Phật dạy tam pháp ấm là vô thường, khổ và vô vô ngã. Phải ngồi tư duy quán chiếu cái chân lý vô thường, chân lý khổ, chân lý vô ngã. Phật dạy tam giải thoát ngôn là ba cái cửa chùa, anh phải quán không vô tướng và vô vô tác. Phật dạy quán tứ niệm xứ, anh phải quán thân bất tận, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô vô ngã. Anh có quán chưa? Đấy. Phật dạy anh phải ứng dụng bát chánh đạo trong đời sống của anh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Anh có thường tư duy quán chiếu, có lòng dặn lòng, có cảnh giác những điều đó chưa? Thế là cái thiền là mình tư duy, là mình quán chiếu và mình phân tích, rồi mình thọ nhận những cái lời Phật dạy đó làm cái đối tượng để mà gửi cái tâm hồn ở trong đó. Và nếu cái nào thấy mình chưa được, thấy mình sai là phải dùng cái từ quở trách. Quở trách thân khẩu ý của mình. Đấy. Trong đó Samatha, Tama Bát Đề thì na là đồng cốt. Đấy. Hết giờ ha, hào đĩa quá. Tuần sau học một lần nữa. Bữa nay có đem 500 băng, 500 cái đĩa mà hồi nãy phát cho những người đăng ký tuần trước, cũng cả 100-150 gì đó. Bây giờ còn mấy trăm. Phật tử nào mua máy rồi cần đĩa sẽ xuống chỗ cái văn phòng của tôi đây, và cứ tuần tự trật tự, yên tâm, mỗi người sẽ có một bộ hoặc hai bộ, và nếu thiếu thì sẽ bổ túc dài dài, chứ không phải là người nào được ưu tiên mà người nào không được ưu tiên. Cho nên các vị cứ yên tâm. Bây giờ xuống đây còn mấy trăm đĩa. Cái cô Hiếu Ngọc, cái cô đó là chuyên làm cái vụ sang băng này là mấy chục năm rồi, xuống đó cổ giúp cho. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.